À, và đó là một trong những cái loại hình thức mà nó rất là rõ ràng, giống như là tâm trí đờ đẫn, nơi mà chúng ta sẽ rơi vào cái sự buồn ngủ, và nó sẽ định hướng chúng ta. Và bạn phải 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 chỉnh nó lại, cố định nó lên trên một cái đối tượng, và nó giống như là thật là nếu như mà bạn thật sự trung thực về hầu hết, chúng ta thậm chí là không có thể cố định trên một cái đối tượng, và bạn có được những cái khoảnh khắc cố định trong suốt cái thời gian thực hành nếu như bạn thực sự trung thực, phân nửa cái thời giờ thực hành của mình và cái cách mà nó thực sự ở trên cái đối tượng và bạn sẽ nói về. Đừng có nói dối, đừng có nói dối tôi. Nó không có tốt, tôi hứa. Và bạn có thể phải chúng ta sẽ học về chính cái giai đoạn của thiền định, và nó sẽ đi qua từ cái này đến cái hai ba và đến chín, và nó giống như là một cái ranh giới về những cái phần riêng lẻ, và bạn phải có một vài thứ trong suốt cái giai đoạn đó nó xảy ra, và những cái thứ rất là đẹp về những cái mô tả về cái phần cuối cùng, và bạn có thể biết nơi mà bạn ở đâu, và bạn biết rằng trong khi mà tôi đang ở trong một cái giai đoạn, hay là tôi ở trên cái giai đoạn 4, và khi mà bạn biết rằng cái giai đoạn bạn đang ở, bạn biết rằng mọi cái thứ bạn đang làm, những cái thứ mà không làm, nhưng hãy nói rằng chúng ta đang đang cố định, và nó đang ở cái giai đoạn 4 hoặc 9 hay là 3, nhưng mà không phải là vấn đề. Chúng ta sẽ học nó sau, và chúng ta sẽ cố định nơi mà chúng ta có thể nắm giữ cái đối tượng, và rồi bạn sẽ có tất cả những cái vấn đề khác diễn ra. Và với cái việc chúng ta học một vài những cái từ mà chúng ta sẽ xem xét nó ngay bây giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu ở đây. Chúng ta đã hoàn tất cái dòng ngay ở đây, và tôi sẽ review lại nó. Tôi lại sẽ ôn lại nó một cách rất là nhanh chóng, bởi vì một trong những cái thứ mà quan trọng mà bạn sẽ học về thiền định, đó là một cái thứ mà bạn sẽ không có nhận ra khi bạn ở đó. Và bạn làm nó với một cái tâm trí đờ đẫn vi tế, và vì vậy mà nơi đây nó sẽ có ba cái phần mà chúng ta sẽ bắt đầu. Chinh có nghĩa có nghĩa là đờ đẫn, và Lucas có nghĩa là nặng nề. Đó là một cái kẻ thù rất là lớn. Nếu như bạn không có bạn nói những cái phần này trong suốt cái quá trình thiền định của bạn, và vì vậy mà cái mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ có thể phân biệt được chúng và để xác định được ba cái thứ này, có thể ở trong cái thiền định, trong khi chúng ta có thiền định, chúng ta hãy hình dung ra cái nơi mà nó sẽ ở diễn ra ở trong thiền định của bạn. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã làm cái đã đọc cái dòng này rồi, và tôi thích làm nó lại một lần nữa bởi vì nó rất là vui. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu nói về mupa có nghĩa là nặng nề, và Mariana, bạn có thể đọc nó không?
xem chí Yorva nhị tờ drô phát xong phát ta it's ru sepa driplung mat sen nam ni cheva tang rung sik in di lai geva me chin chenkve gyun choda. Shadow, nice, great, good job, Marina. Dạ, rất là tốt. Làm rất là tốt, Marina. What is this heaviness? À, Just for you translators, ni oftentimes means cho body. các bạn Subject phiên dịch. subjective. Thỉnh thoảng thì nó sẽ nói cho chúng ta biết rằng đó là một cái chủ thể gì mà chúng ta đang nói về, và vì vậy chúng ta sẽ nói về mupa. Và It's a state of đó mind. là cái sự nặng nề, đó là một cái trạng thái của cái tâm trí. Shepa, that's like tabui. That you're about to fall À, asleep đó in là sleep. về bạn đang đang cảm giác là mình rơi vào cái giấc It's ngủ. À, easy một to. cái ai đó khi Rupa mà is bắt động, on its way, right? You're about to do something or go somewhere. khi mà Nabui bạn là làm falls cái gì asleep. đó hay là đi một cái nơi đò nào đó, và bạn bạn cảm thấy là bạn muốn rơi vào cái sự buồn ngủ And á. so your mind and Và body vì are vậy cái separate. tâm Your trí mind của and bạn body và cái cơ thể chi của yoyowa. bạn sẽ mất đi cái đối tượng. This Tâm is trí và cơ thể nó giống như là because I was like, what the heck does this word chúng mean? ta sẽ trải qua một cái thời Because gian. I've seen other translations where it just says, laziness, heaviness. Okay. But I was like, Nơi nah, mà nó nói rằng bạn biết rằng là sự lười biếng, cái sự nặng nề, và nó giống như rằng tôi thích hình dung different commands, cái từ right? này nó có nghĩa là gì, và cái những cái thành tố Body's khác tired. của nó ở đây, của cái từ Just này, like và your research. thật sự là nó chỉ là một cái nghiên cứu riêng của tôi, Meaning heaviness. Your yoga và nó đến means cùng this. với cái Truth. nghĩa là nặng nề, và bạn có nghĩa rằng nó Chi can mean a bunch of different things. It can mean heavy. It could also mean cow poop. nó có thể là nặng nề, và nó cũng có nghĩa là Okay. And then the word wa by itself can mean a cow. Okay. Và rồi cái từ này, So và bởi chính nó cũng có nghĩa là con bò. Và vì vậy thì hãy hình dung, imagine a cow hãy hình dung cái con is bò. pulling a cart. All right, a really heavy cart. Nó được kéo bởi một cái Cart is so xe, heavy that they're not và able nó rất là to nặng. pull it. Và cái kéo này nó thì nó rất là nặng, và nó không Also, thể thật sự được and kéo sheep, nó. when you're Và doing it the other day at the airport, I was trying những to cái con find vật thì đang cố gắng the di stuff, chuyển, nhưng mà nó giống như là nó phải the rabbit thing, đấu tranh lại cái the sự cart diễn stuff, ra, và nó bạn giống như là and I couldn't lift the tôi đã suitcase làm last nó year, and I was like khác shaking to lift tại the suitcase. I was like, that's not mine. I would never load my suitcase up like that because I take care of my body. Okay, right? But it's that kind Tôi of không thể so chuyển then tải so then putting it cái together hành lý của tôi, bởi vì tôi đang chăm sóc cái cơ thể của tôi. is Nhưng something nó là một cái loại mà like nó your rung chuyển. Vì vậy cái ý tưởng body mà feels like toàn bộ cái ý tưởng ở đây just đó là cơ thể và cái tâm that's the trí của description. bạn Translators, do nó giống như vậy, và đó là it. cái sự mô tả của tôi. There you go. All right. Your body and mind are just heavy, just like when you're about to fall Cơ asleep. thể và tâm trí thì nó chỉ là nặng nề, chỉ giống như là khi mà bạn Fear is bạn cảm thấy là bạn bạn rung rơi vào cái cảm thấy buồn ngủ á. Và vì vậy that's under những cái gì mà chúng ta nói ở đây đó là cái okay. trạng thái của cái tâm trí.
or kangrukshik either. Either one of the two. It's either karmically neutral lumaten, or it's non-virtuous migewa. Nó có vẻ là không có đức hạnh. And so even though it's saying that it's either À, và thậm chí karmically là neutral à, nó đang nói or rằng non-virtuous, Above Rinpoche says, well, actually, this state of mind, there's à, no thật sự là virtues. cái trạng thái tâm trí thì không có And it đức is hạnh. the cause, it brings about the causes for À, và these nó là non-virtues. cái nguyên nhân mà nó mang đến những cái nguyên nhân. So, while heaviness might seem like a kind of À, trong bias, khi mà cái sự it's nặng nề actually của tâm trí dường như nó giống như là một cái loại mà chúng ta đang xác định nó. like that kind À, of heaviness, và just like being able to fall asleep. nó là một cái loại rất là nặng nề, nó Is giống the như là bạn cause. đang rơi vào cảm giác rất là And he buồn says ngủ á. it's the cause À, of và all nó là cái disease. nguyên nhân mà So à, nó rất là thú vị. À, like your body feels lazy à, after vì eating. cái sự lười biếng, à, Therefore, giống you như should là à, cơ transition. thể của bạn cảm thấy lười biếng và nặng nề, và à, đó là Because we kind of think cái like we được kind of chuyển dịch think mà nó được sử dụng cho, và bạn biết được là we cái kind of nguyên think nhân based on mà how chúng ta nghĩ về our nó, cells are made, à, giống như là chúng right? ta Our là cells are just kind of có ít like nhất. do, right? Like it's kind of lazy, right? Nó Like giống eating như là một hamburger, cái sự eating lười cheap biếng. grass, À, và bạn biết rằng à, nó à, lang sleeping thang xung quanh à, để ăn vài cái cỏ, và rồi bạn biết rằng nó chỉ à, rất là nặng nề, và nó làm biếng, và nó mang về một cái trạng thái tinh thần đờ đẫn à, trong cái thiền định, và vì vậy nó không à, và rồi cái sự đờ đẫn nó đến, và à, nó không có được à, đức là một cái trạng thái không có tốt à, để tạo ra The một thing cái about à, cả hai cái thứ bệnh taking care of your à, và vì body vậy đó thực sự thú vị đối với tôi, bởi vì tôi isn't nghĩ just về really tired, à, cái cách mà không có chăm sóc cái cơ thể của mình à, all trở of these nên things nó quá mệt are mỏi just và trở nên lười biếng à, và the tất cả thing những cái thứ này chỉ là tạo ra một isn't cái tâm really trí đờ đẫn. tired, À, và bạn có thể nghĩ về cái điều đó trong cái cuộc đời của mình, và hãy di chuyển đến cái phần 1 và 2 ở đây, và chúng ta sẽ nhìn ở đây tất cả những cái phiên dịch là tôi muốn các bạn có thể đọc. Ai là người tiếp theo? Nice. No, without the S, knee. Nila. Knee lay. Sorry. I'm sorry. Mille Nice. nicten drang pa zin pana ne gar Cha. ra yot kyang zal cha me pa ni rak pa dan mik pa zin tan ma shor va na cha dan sao cha yot kyang zin tang kya Key. kim shuk ho Le. Oh. Yeah. Na sao che ga me pa ni ching va ra mo te gom yet pa je ki zo vo di yin. Nice job. Excellent. À, rất là Thank you. tốt, là tuyệt vời. So we have a couple words here to look À, vì at vậy có một vài từ ở đây this. mà chúng ta nhìn vào có ba cái từ mới. Well, they're actually earlier on, but I just highlighted them here. So we have Necha, Nature. Selcha, and Selcha.
Tiền nha. And we're going to define all of these things related to À, meditation. chúng So we're ta going to start sẽ with xác định meditation tất cả definition. những cái thứ này liên quan đến cái thiền định. Vì vậy, cái thứ đầu tiên đó là So meditation is a bản chất state or a mà chúng practice. ta sẽ xác định cái sự So cố định, in meditation, và nó có nghĩa là ở lại hay làm một cái nơi, và trong thiền định, và khi mà chúng ta nói rằng chúng ta nắm giữ, So when we're talking about when we're in meditation and we Khi define mà all chúng of ta these nói things về related to khi chúng ta ở meditation trong cái thiền định, as chúng ta practices sẽ together. cố định trên một cái đối tượng, giống như là chúng ta tập trung vào một cái đối tượng duy nhất, và nếu chúng ta gọi One nó là cái specific tự nhiên. one, which is Và rồi meditation. cái thứ hai Clarity, mà chúng ta được gọi nó là cái sự rõ ràng, which we'll talk about in a moment. Like, what does it mean mà to chúng ta define sẽ all of nói these tới nó things trong một and chút how nữa. Và nó each giống như là meditation nó có nghĩa rằng chúng teaches you ta clarity and có also thể phải not, cố định, which is và what rồi leads to bạn clarity cố in the định first place. với một cái sự rõ ràng, và rồi bạn có một cái sự cố định với cái sự rõ ràng mà nó sẽ được làm lớn hơn, và nó sinh động hơn. Và hầu hết những cái phiên dịch, những cái bài dịch nổi tiếng, đó là một cái đôi mắt sáng, và nó là một cái trạng thái của trong tâm trí, một cái trạng thái của cái tâm trí rõ ràng. Và vì There vậy are two types. Tra, vì which is vậy rock. cái sự đờ Is đẫn, stable. đó là cái phần thứ hai, And rock is clear, rock, obvious. So có there's nghĩa rock, là there's rõ ràng. obvious. There's subtle dullness, there's Nó có deepness, hai and cái there's loại obvious or gross của clarity. cái dullness. And once you have Và khi mà bạn có remembered the object, which is nhớ object, tới meaning cái đối tượng, thì nó thực sự có is nghĩa solved, rằng number two. bạn đã giải quyết cái vấn đề thứ hai, Once you và have đó chỉ là một obtained cái sự clarity, meaning nhắc nhở. you cannot move off the object. Và khi mà bạn có thể nhớ về cái đối tượng, và bạn không có mất cái đối tượng, The obvious form, rakpa. và nó là một cái So hình this knee thái rõ obvious, ràng. or this knee is indicating that Vì everything vậy, else is rock, những cái obvious người or phiên dịch stable. ở đây, có nghĩa là So cái think đầu of gối stable được as chỉ rock, đến rằng mọi obvious thứ meaning trước khi obviously nó là obvious, cái đối tượng. meaning everything before it is the subject. Meaning so you have fixation, there is Bạn bạn fixation, có một cái sự cố but định, nhưng you don't have clarity. bạn không có một So cái sự clarity rõ ràng. implies Và đó clarity là cái implies những gì mà chúng obvious, ta sẽ xác định right? ở You đây. have fixation, but you have no clarity. Bạn bạn có một cái sự cố định, nhưng mà bạn không Rock có pa một cái sự rõ ràng trên cái đối tượng. Và chúng ta sẽ nói về nó nhiều hơn. Nói về So we're gonna jump down nhiều to the hơn cái next nghĩa step. của So nó. here's another Và vì picture. vậy chúng ta sẽ chuẩn bị nhảy xuống cái Imagine phần mà được dịch ra ở đây, fingers. nơi mà So imagine cái đầu gối everything khác. before that up until this Và rồi chúng ta biết rằng mọi thứ trước khi mà nó meaning đến, definition of subtle dullness. mà Which means nó sẽ được just xác định, có nghĩa là được obvious thiết lập. clarity. Like this paragraph Và here nó có is nghĩa rằng just defined obvious. chúng ta chỉ xác định nó một cái gì đó nó rõ ràng, và nó giống như cái đoạn này thì nó rất là dễ, và chúng ta cần phải xác định cái sự rõ ràng, Fixation. và bạn có một cái sự cố định. And you have it held tightly. Và Clarity, bạn clarity. có một cái sự nắm giữ chặt, và rồi But bạn then có một cái sự rõ ràng, you don't have NAR, nhưng mà meaning bạn không có the intensity with the clarity. cái Which sự means mở rộng the strength một cách rõ ràng. Nó có helps nghĩa rằng replicate là nó the làm strength cho of the mạnh fixation. hơn cái sự nắm giữ đó,
và cái sự cố định, sức mạnh của cái sự cố định mà nó không có bị rơi ra khỏi cái đối tượng. Và rồi cái điều này nói rằng đó là cái trạng thái tâm trí mà cái vấn đề trước đó hay là cái chướng ngại mà nó đến trong cái thiền định. What does all this mean? All right, let's slow down a little Nó được tất cả những cái điều này nó có nghĩa là gì? Obvious dullness is defined as a À, cái fixation sự rõ on low ràng intensity. được xác định You have là fixation. bạn cố định, You have fixation. nhưng mà bạn không So có một cái sự you're mở fixated on rộng, object, but you have no và clarity. bạn có cái sự tự nhiên, You và bạn cố định lên trên cái đối tượng, nhưng mà bạn bạn không có được rõ ràng. Bạn có sự cố định trên đối tượng nhưng mà bạn không có rõ ràng, bạn không có cái sự rõ ràng trong cái tâm trí của mình, và bạn không có thể tập trung vào cái con mắt của cái người thầy giáo, và tâm trí của bạn thì nó lơ đễnh, và nó giống như là bạn không thể thực sự là một cái loại mà bạn không thể nhìn thấy. Nó giống như là nó rất là thú vị. The rest of you guys who never saw TVs that have snow on it. Cho những cái người còn lại, If bạn you chưa bao live giờ in nhìn Taiwan, xem tivi, cho những cái người già đó thì khi họ xem cái tivi we have to be họ very sẽ có careful cái how we describe it in the next couple of lines. Is we're not talking about the quality of the object ever. và chúng ta sẽ không có nói về cái We're chất talking lượng about the của cái đối quality of tượng. mind, the Yulchen, the Chúng ta the đang state of nói mind, the về cái wholeness. chất lượng của cái tâm trí, và So cái in other đối tượng, words, chủ the thể của cái Yulchen trạng thái there tâm mà chúng just ta referred đang to nắm the giữ state cái of đối tượng. mind looking at Vì vậy tất cả những cái từ ở đây đó là sự itself. cố định, rõ ràng hay là mở rộng. And I used to think about this for a long time. I was like, I don't understand. And then I'm like, Nó được đề cập I'm đến cái also chất looking at lượng the của cái object tâm trí và nhìn vào trong cái đối tượng, and và not nó just không có một cái thứ gì làm với cái đối tượng whatever bởi chính nó. sticks in our Và mind. tôi đã sử dụng để nghĩ So nó trong một cái khoảng thời gian, và tôi giống như là tôi không it có made hiểu. objects. Và chúng ta đang nói về cái đối tượng Now của you tâm have to trí, và chúng ta decide what không is có the nói object về first. những cái đối tượng ở phía bên ngoài, và chúng ta nói đối tượng Objects. về trật của cái thiền định. Quality of Và objects bây giờ chúng ta varies. sẽ có những cái loại So đối this tượng ở bên is ngoài, nhưng mà chúng ta the đang state nói you have cụ thể fixation. là những cái đối tượng bên trong, và Mind is not cụ clarity. thể chúng ta đang nói về chất lượng của cái tâm trí của The chúng ta, quality, like you know đang clarity nhìn is về like một cái thứ gì clarity đó is like nó brain rõ clarity. ràng, với một cái tâm trí đờ đẫn For thô, those of you that và use bạn có một clarity cái as a sự cố synonym định, bạn không có một cái sự rõ ràng, và tâm trí của bạn không có rõ ràng, nó giống như là cái sương your mù vậy future đó. or your past life, which could have been last year. The next morning, after drinking too much, is kind of like Và brain fog. cái buổi sáng ngày hôm sau khi mà các bạn Mind is uống like quá nhiều clarity. thì nó giống như là cái tâm One cái thing não của mình, cái tâm trí của mình nó giống như là you nó still không do có things, but it's just cái not. chức năng, và bạn There's no clarity. You're just like, vẫn có thể làm một cái thứ gì đó nhưng mà nó không có được rõ ràng. Now, more importantly, let's go into subtle dullness, chingwa Và trauma. bây giờ cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ đi vào cái sự vi tế You do của have cái sự clarity. đờ đẫn. You do have clarity. Bạn có một cái sự cố định, However, bạn có một cái sự rõ ràng, nhưng strength of clarity is bạn không awareness. có một cái sức mạnh của cái sự rõ ràng đó. You don't have an intensity. You don't have a vibrancy. You have just Bạn like không có một it's almost bạn like không có a một little cái bit too relaxed. và bạn giống như là nó So giống như có một relaxed. cái chút gì You're đó just quá like thư giãn, going off the deep và end. bạn không vì vậy mà thư giãn, mà nó giống như là bạn Intensity. And the way that we classically describe this, first of all, in about three lines, Pabongkar Bache is going to say, there's nothing that I can do to really describe this for you. You have to do it yourself. So that's wonderful. There's just some words, and then you have to figure it out yourself.
But this is the biggest danger. Đó là một cái thứ rất là nguy hiểm nhất mà mà thậm chí chúng ta dùng cái chữ ở đây đó là những cái nguyên tắc đầu tiên và những cái vấn đề chính, những cái trạng thái vi tế mà chúng có thể ở trên cái trong cái đối tượng và bạn có cái sự rõ ràng, bạn không có một cái sự mạnh mẽ và bạn không có ở đó trong cái thiền định khi mà bạn có và bạn không có. Và cái cách mà bạn mô tả nó giống như là we say in English you're on the edge of your seat. You're at the movies, you're really enjoying it. Khi mà bạn xem cái bộ phim, bạn rất là, bạn thật sự tận hưởng nó và cuối cùng sau đó toàn bộ cái bộ phim có hai cái người đang yêu nhau và họ 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 hôn nhau và nếu như bạn không có cái trải nghiệm và tôi không biết là cái cách mà chuyển sang cái tiếng Anh như thế nào nhưng mà nó giống như là một cái sự bối rối với lại một cái người khác và nó giống như là bạn bạn bối rối khi mà bạn hôn hay là bởi vì ba mẹ của bạn ở đó hay là một cái thứ gì đó và bạn có thể giống như là cuối cùng nhận ra rằng họ ở trong cái tình yêu với nhau và chia sẻ với nhau chia sẻ với nhau và ngồi ở trong cái bộ phim và giống như là đang ăn cái bắp và rồi họ họ hôn nhau và rồi bạn giống như là đóng băng gì đó và trong cái tại cái khoảnh khắc đó ở trong cái bộ phim nơi mà toàn bộ những mọi thứ được biến mất và bắp cũng biến mất và cái những cái mùi cũng biến mất và tất cả những cái ý tưởng những cái người xung quanh của bạn thì chỉ ở đó và nó thật sự có cái khuynh hướng là xảy ra giống như là khi mà tôi thích cái triệu chứng cái ứng dụng của cái toàn. Và vì vậy nếu mà bạn có thể tìm thấy một cái ví dụ cho chính bạn listening to a Rachmaninoff piano concerto and just being like this guy was otherworldly, right? You're just like that was insane. Like you're just so in it. That's what NAR means. And if you don't bạn have giống như là bạn chỉ ở trong nó và khi mà bạn nếu như mà bạn không có ở trong cái thiền định và cái sự đờ đẫn vi tế và rồi bạn có một cái vấn đề trước đó, một cái chướng ngại trước đó và chúng ta sẽ di chuyển qua cái người tiếp theo ở trên màn hình. Semlo ching gewar somwa la sep sep di capsu de la nacha na nacha tanto som na ying ching wa tra more grow we yup che. Nice. Your reading is getting really good. Nice job. All right. Here's what we mean when we say you don't have NAR. NAR MEPA. Cái nghĩa mà chúng ta nói ở đây khi mà chúng ta nói những cái gì mà chúng ta nói nó có nghĩa rằng chúng ta cần có một chúng ta phải có cái sự cố định nhưng mà nó sẽ xảy ra. Cái gì nó sẽ xảy ra? Là cái việc mà bạn nắm giữ trên cái đối tượng đó thì nó ít. Shikewar means trembling. Your hold on it trembles. And I really like và
holding on to the cup so bạn giữ một cái ly và nó nhiều giống như là bạn tốn hao hết cái năng lượng và nó cơ bản là nó giống như là nó hết cái năng lượng và rồi tại cái điểm này chúng ta sẽ có cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái đần độn vi tế mà nó làm cho chúng ta mệt mỏi quá mức để mà chúng ta có thể cố định và chúng ta dựa vào giống như là chúng ta bạn đang nỗ lực để làm và bạn đang dựa vào quá mức cái việc mà mình đang làm là cái sự cố định và nó có nghĩa rằng khi mà những cái từ này được dịch mà chúng bạn bạn có thể nhìn thấy nó là khi mà bạn làm một cái thứ gì đó và bạn dựa vào cái thứ mà đang làm đó là cái sự cố định. Và bạn có thể nói rằng nó sẽ xảy ra giống như là có một cái cách mà nói về cái sự xảy ra đó, nó giống như là nó đang cố định và nó xảy ra là và bạn dựa vào nó và bạn dựa vào cái sự cố định này quá nhiều và bạn đang nỗ lực quá mức và bạn nỗ lực quá mức để ở trên cái đối tượng đó và vì vậy mà bạn sẽ bắt đầu di chuyển vào trong cái trạng thái đờ đẫn vi tế. Nó rất là thú vị đúng không ạ? Bạn làm nó và bạn đã đặt quá nhiều cái sự nỗ lực vào trong cái việc ở trên cái đối tượng và rồi bạn mất nó và cái năng lực mà để có cái năng lượng để mà chúng ta có thể cần cố định lên trên cái đối tượng đó một cái cách chính xác. Và đó là một cái điều rất là cái lời khuyên rất là thú vị cho chúng ta cho cái việc thiền định. Và nếu như mà bạn nỗ lực, tôi chỉ có nghĩ rằng một trong những cái đặc tính mà mình sở hữu khi mà mình làm một cái điều gì đó quá tốt thì mình sẽ thức dậy sớm 2 giờ và rồi chúng ta sẽ đi thực hành và rồi dậy sớm thực hành sớm hơn 2 giờ thì bạn có thể trở nên tốt hơn người khác và vì vậy 2 cái giờ thêm làm việc đó và có thể là nó rất là thách thức cho cô ấy để mà trở thành một cái người hốc kim bởi vì cô quá mệt mỏi và cái tâm trí và cái cơ thể của cô ấy không có cái năng lượng và cô ấy đặt quá nhiều cái năng lượng vào trong cái sự thực hành và nó là một cái lời khuyên rất là lớn cho chúng ta cho những cái thiền giả và tôi biết rằng có những cái người giống như là tôi sẽ thức dậy vào giữa đêm và tôi thiền định và rồi tôi thiền định và rồi tôi sẽ thiền định vào buổi chiều và bây giờ tôi sẽ làm tất cả những cái sự thực hành này. Bạn không thể làm cái điều đó, cái điều gì sẽ xảy ra và bạn nghĩ rằng bạn đang thực hành và bạn có thực sự là tạo ra một cái tâm trí đờ đẫn vi tế và 5 phút trước khi thiền với cái sự cố định rõ ràng và nó quá nhiều hơn 2 giờ thiền và cái sự vi tế của cái sự đờ đẫn đó và bạn sẽ có khoảng 5 phút thiền định tuyệt vời và bạn tạo ra nhiều cái quá trình hơn cho một cái năm và nó là một cái nguy hiểm lớn và của bất kỳ một cái thiền giả nào và tôi nhớ rằng một lần mà tôi đang nói về cái sự thực hành thiền và tôi quyết định sẽ làm nó đó là và tôi đã không có mô tả ra được cái triệu chứng ở trong cái tâm trí của một cái sự đờ đẫn vi tế và tôi đã mô tả ra nó và tôi nghĩ về cái sự lo lắng và ngài giống như là không hãy cho tôi nhiều thông tin hơn và ngài chỉ cho tôi cái những cái điểm và rồi bạn sẽ hình dung ra nó
bằng chính bạn, bởi vì bạn có thể hình dung ra bạn. Và bây giờ mình sẽ đi tới cái dòng tiếp theo. All right. So, let me see if we've reached density. When we possess, Khi mà chúng ta here's your knee again. Here, everything before this is kind of sở complicated. hữu, ở What đây là knee cái lại là cái đầu gối của always bạn. means is. Nơi mà mọi thứ trước đó là một cái đối tượng khi mà bạn You're standing có on the với cái object sự rõ standing. ràng, và nó có Standing nghĩa on the rằng objective. bạn ở trên cái đối tượng đó và tâm trí của bạn ở trên cái đối tượng, và nó được kết nối với cái dòng, và nó được một cái sự Seng is the word for lion. Seng ne is vibrant. When you have the which particle is this? I can't remember the name of this particle. When you add this particle to it before the verb, okay, it means vibrantly. It creates an adjective or an adverb. You have your Và nó có nghĩa là sôi động, và nó tạo ra một cái tính từ, But it's an và interesting bạn question. đang đang có cái sự tập trung chặt vào trong cái đối tượng, She's saying, và nó rất là thú actually, vị khi mà mình chuyển qua ở đây, actually, và ngài đang nói rằng cái thật the sự state khi of mà chúng mind ta đang nắm giữ vào trong cái đối tượng quá chặt, và cái trạng thái tâm trí của bạn, thì nó cố định rõ ràng và vibrant intensity with clarity fixed on the object. Bạn sẽ có một cái cường độ rõ ràng, It's mạnh not với saying you're putting a lot of effort into fixation cố on định it. lên trên cái đối tượng đó, và ngài không có nói rằng bạn đặt quá nhiều cái nỗ lực It's cố định basically lên saying trên một cái đối tượng. fixated. Và cái cơ bản rằng đang nói là bạn Okay, thì here's nó another là rất one. là thú vị. Someone who you Và đây love là is một cái walking ví by dụ you tốt, một cái người nào đó while you sing to rất them. là dễ thương, đang đi qua, và cho Or not single folks, it works both ways. Someone beautiful walks by and you're like, oh, that's beautiful. có một cái người nào đẹp And đi this qua, person và nó giống như là ô rất I'm là đẹp, interested in following. và bây giờ tôi rất là It's thú not vị just the vào appearance, trong it's the intent. cái vẻ đẹp đó, và tôi đã It's the không interest có in it. chỉ chú ý And trên cái then vẻ đẹp mà tôi thích, mà nó giống như là tôi đang now you're thích thinking. thú, Now you're và thinking bạn giống about như là ồ bây giờ bạn giống như là tôi it's muốn not nói ra experience. với cái người You đó, want giống như experience. là You want bạn to meet muốn that gặp person that cái you người enjoy. thầy của bạn, That's và bạn có một cái trải nghiệm và bạn biết về cái người Does that make đó sense? là thầy của bạn, nó That có ý experience nghĩa không ạ? of vibrant, Cái bright, trải nghiệm bushy-tailed engagement Của cái sự with sống động object. với cái It đôi has mắt nothing to do with how sáng, beautiful. được kết nối ở trên cái đối tượng của bạn, và Let's go on to the nó next không layer. có một cái gì đó để làm trên tất cả những cái đối tượng, và đó là chúng ta sẽ đi qua cái dòng tiếp theo. Nice. Okay. Dạ, rất Nice là reading, my tốt. friend. I don't know where you came from, but I heard you Đọc doing đọc rất this là tốt hôm nay. in 30 Tôi minutes. không biết nơi mà bạn đến từ It's đâu. just Cảm ơn vibrant về mọi thứ mà bạn intensity, đã làm and it's really cho easy to chương trình fix. chiến dịch 30-30, và Mai đã trôi vào trong cái tim và thật sự rằng Here we go. anh đã làm những cái điều rất là tuyệt What vời, does it feel và like? hãy xem cái cách mà cái kết quả nó sẽ đến. These three Được rồi, Asia, chúng ta đang ở đây nơi mà South China, những cái Asia. gì mà chúng ta sẽ cảm thấy giống như What là does it feel like to have those? nó có nghĩa rằng giống như là có, This is a kind of fun expression. You may. It means đó you là một may. cái loại There is diễn tả rất là vui, và nó có nghĩa rằng So có. what we're
these three things? What is it Nó có nghĩa là gì khi mà nói là có hoặc là không có? À, và có ba cái thứ mà những cái gì mà nó giống như là ba cái thứ này đó là cái sự cố định rõ ràng và nó giống như khi mà chúng ta nắm giữ một cái chén hay là một cái gì đó trong cái tay của bạn. Và ở giữa những cái thứ này nó sẽ mất đi hay là nó quá nặng và rồi nó không có quá chặt và nó cũng không có mất cái phần đó. Được rồi, bạn có hiểu chứ? Và khi mà bạn có chúng, bạn có cái chén ở trên cái đôi tay của bạn và cái bản chất là những cái chén trên cái tay của bạn, và bạn có một vài cái thứ rõ ràng và bạn có cái loại áp lực gì mà bạn có đặt nó vào trong cái chén, nó giống như là và rồi bạn có thể úp ngược nó xuống và rồi nó sẽ rơi ra khỏi cái tay bạn. Hãy nỗ lực làm nó. Tôi đã có cái chén. Được rồi, tôi sẽ đặt cái chén và lên tay của tôi. Và Mai có thể nhìn thấy là có một cái ly. Tôi sẽ sử dụng cái ly cà phê của tôi. Và rồi. Và rồi khi mà cái cường độ mà bạn có, cái sự rõ ràng và cái sức mạnh mà bạn có và cái cách mà bạn đang nhấn nó vô những cái để nắm giữ cái chén này hay là cái ly và bạn sẽ giống như là bạn nó và bạn không cần giống như là quá nhiều cái áp lực lên trên cái ly, cái chén đó, và nó giống như là và khi mà bạn 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 thư giãn thì thì nó sẽ bị trượt ra. But seriously, it's like you don't. Nhưng mà nghiêm túc, nó giống như là không có cần quá nhiều cái áp lực lên trên cái chén như là bạn nghĩ. Và nếu như mà bạn đặt quá nhiều lên cho nó và những cái gì xảy ra thì nó sẽ dẫn tới là mình mất đi cái cường độ, cái sức mạnh và rồi bạn sẽ trở nên cố định. Và bạn sẽ đi vào trong cái trạng thái của vi tế của sự đờ đẫn. Và chúng ta sẽ đi qua tới cái phần tiếp theo. Ludmila, you're next. Ludmila, excuse me. Bạn là người tiếp theo. Randre lama chingla chun do chir dat ba yod kyang ha. Uh-huh. Ha chan shuk trak chik met pala nam chik kap su de le chak pe dat ban ngam shuk trak
Ô rê ki va na tsin tan nga ma le krim tu son wa te ni la chat yo pa shin no. Keyo. So this is pronounced K. Kê yo, kê yo. Nice. Great job. Nice. À, rất là tốt. So I kind of mentioned this as an À, example. vì vậy Through it quickly here. nó là một cái loại mà chúng ta sẽ đề cập tới, nó giống như là một cái ví dụ là chúng ta sẽ đi qua nó một cách nhanh ở đây. À, chúng ta sẽ có một cái người thầy, và chúng ta có người thầy, và chúng ta có một vài cái niềm tin vào họ, và bạn có cái gương mặt. Nhưng cái sức mạnh của nó thì không. Cái niềm tin, bạn có cái niềm tin nhưng mà bạn không có tất cả những cái thứ đó nó cao, và cái sức mạnh của nó có nghĩa là lớn hay theo một vài cái cách giống như là có nhiều. But your faith is not that high. So you have a teacher Nhưng mà cái niềm tin của bạn thì who không có quá cao. Vì vậy bạn có So một the cái người faith thầy, be và cái niềm tin của bạn thì không có quá cao với họ. Đúng không ạ? Và cái cường độ thì cái She can sự cao này thì nó không có cụ thể. Và rồi thỉnh thoảng That faith is mình not thích, that high. Lakpa, right? và thỉnh thoảng mình có cái It's sự strong like cái that. niềm tin cao, Rises và up nó mạnh mẽ hơn bình thường. Nó giống như là with all nó được phát you sinh ở bên possess trong chúng ta, spontaneously. và nó rất là mạnh mẽ. Và So sometime vì in that vậy thỉnh thoảng trong cái mối quan relationship, hệ your faith is much có một stronger cái gì thứ gì đó xảy ra, and it và rồi possesses cái the niềm tin faith. của bạn trở nên là nó mạnh mẽ hơn những cái gì mà nó thường, và nó chỉ là một cái sự phát sinh một cách mạnh mẽ. Và vì vậy đó là cái niềm tin mà nó được làm mạnh, mà chúng ta có trên cái đối tượng bất thình lình, mà chúng ta mạnh hơn, và rồi chúng ta đã nắm giữ nó mạnh mẽ vào trong cái đối tượng. Và nếu như bạn nghĩ về hai cái thứ khác, khi mà bạn có một vài niềm tin, nhưng mà bạn chỉ giống như là và rồi bạn có trong cái khoảnh khắc này cái sự cống hiến trước với người thầy, nhưng mà nơi mà bạn giống như là wow, nếu như bạn có cái kinh nghiệm và bạn sẽ phân biệt cái sự khác nhau, và cái sự khác nhau của cái cường độ sống động đôi mắt của cái người thầy, và mà mình thiết lập ở trên đó, và nó sẽ có một cái điểm khác biệt, đó là cái tâm trí đờ đẫn vi tế cảm thấy rất là tốt. Và ngài nói ở đây là cái sự khác nhau đó là cái sự cân nhắc, cái sự khác nhau giữa hai cái thứ này, cái cảm giác của cái niềm tin với na và cái niềm tin nơi mà bạn sẽ đi tới. Và nếu như bạn chưa từng có cái trải nghiệm với cái người thầy của bạn, và bạn biết bây giờ ngài đang nói cái điều gì tiếp theo, cái thứ tiếp theo mà ngài nói đó là chúng ai sẽ là đọc nó ạ? Drag na ha chang drow wa sing chick 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 cha ta mẹ chung Soon. ho chung. Nice, Persis. So at this point, Vì vậy tại cái điểm này Rinpoche is referring to ngài the Soon. He's referring to something that was said. nó được đề cập And he's tới referring to Pabongka một Rinpoche cái thứ gì as đó mà ngài Pabongka Rinpoche đã nói. speaking. So at this point,
nó rất là hài hước cho cái việc nói. Và tại cái điểm này, Lama của chúng ta đã nói một cái từ quan trọng, và bạn chúng ta có thể dịch trong một cái cách khác. Nó giống như là Lama của chúng ta thì rất là cẩn thận để đưa ra cái điểm này. Không có một cái cách There's no way that this can be explained. không có một cái cách mà có thể được giải thích What this experience những cái among trải you nghiệm này là gì. is like. Nó giống như rằng By only using bằng cái việc mà chúng ta sử dụng cái từ, những cái từ This experience of what NAR, và cái trải NAR nghiệm này clarity and fixation. There's của nothing cái việc mà nó có một cái sự rõ ràng và cái sự cố định, mà không có một cái thứ gì That kind of nó là không có cái từ mà bạn có thể chuyển tải được cái ý nghĩa, và nó giống như là cái sự rõ ràng cao, và tôi không có thể giải thích với bất kỳ một cái loại rõ ràng nào. Và ngài đang nói về những cái từ trước đó, và những cái từ mà trải nghiệm đó là gì, và bạn làm nó bởi chính bạn, và bạn phải có cái trải nghiệm cho chính bạn, và bạn sẽ có 2 phút và tôi sẽ làm cái phần tiếp theo, bởi vì tôi muốn đi qua nó. Và đầu tiên, vì vậy đầu tiên, khi chúng ta nói về cái sự rõ ràng, khi chúng ta nói về cái sự rõ ràng, chúng ta không có nói về những cái gì mà chúng ta nói trước đó về cái đối tượng, mà chúng ta đang nói về cái sự rõ ràng khi mà chúng ta đang nói về bất kỳ một cái thứ mà chúng ta đã không nói về cái đối tượng, và chúng ta nói về cái chủ thể của cái trạng thái tâm. Does that subjective state of mind, does it have Vì clarity? vậy cái chủ thể của trạng thái tâm nó có rõ ràng. So what's interesting is we're fixed on the object. Và We're vì vậy fixed những on cái thứ thú vị fixation mà chúng on ta cần phải that cố object. định trên cái đối tượng, nhưng mà chúng ta sẽ nói về cái sự rõ ràng, cái cường độ của cái sự rõ ràng của tâm trí mà chúng ta đang xem cái đối tượng đó, và nó là một cái trạng thái và đó là một cái loại rõ ràng mà nó không phải tự khởi sinh, và khi nó không có khởi sinh thì nó giống như là một cái bóng tối, nó được di chuyển bên dưới, ở bên trong cái bóng tối đó. Và vì vậy nếu như mà bạn có thể đứng ở ngoài, đó là một cái ví dụ tốt. Bạn có thể nhìn thấy, hãy để cho tôi tắt một vài thứ. Khi mà bạn có thể nhìn thấy cái bóng mát ở ngoài kia, và rồi ở phía bên ngoài nó là đèn, và nếu như mà bạn thấy cái bóng, tôi vẫn nhìn thấy nó, và tôi không biết rằng cái bụi cây đó ở ngoài kia nó giống như là những cái bụi bướm ở trong cái đèn, nhưng mà cái tâm trí của tôi thì trong cái bóng. Vì vậy cái ý tưởng ở đây là chúng ta có thể tin rằng chúng ta có thể tin rằng chúng ta có cố định, một cái thiền cố định, bởi vì chúng ta luôn nghĩ rằng một cái điểm duy nhất của thiền định là cái điều, những cái gì chúng ta muốn, và bạn muốn điều đó, và bạn bạn muốn cái sự cố định, và bạn cần để có một cái trạng thái tâm mà nó không có một cái bóng, và nó giống như rằng
À, bạn cần có một cái cường độ mà bạn sẽ có khi mà tại cái khoảnh khắc mà bạn cống hiến, bạn tận tâm trước cái người thầy của mình và trong những cái từ khác và cái loại tận tâm mà bạn có, nơi mà cái cường độ, cái sức mạnh mà bạn có trong cái thiền định khi mà một cái thứ tuyệt vời đó là xảy ra, đó là sự hôn nhau. Và những cái gì đã tạo ra một cái tâm trí đờ đẫn vi tế, và tôi đã đang nỗ lực để nói trên cái đối tượng nơi mà nó có một cái điểm ngọt ngào là ở đâu giữa tất cả những cái thứ đó, và chúng ta sẽ tìm ra. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn ngày hôm nay, cảm ơn tất cả những phiên dịch, cảm ơn những cái đội ghi ghi âm và những cái lớp này, những cái đội để cảm ơn tất cả mọi người. Tôi sẽ chỉ có nhắc với mọi người rằng tôi sẽ di chuyển vào thứ tư, vì vậy chúng ta sẽ di chuyển cái lớp này đến sáng cái thứ hai, sáng thứ hai, vì vậy là nó sẽ có cái thay đổi về mặt cái thời gian, vì vậy nó cùng cái thời gian mà bạn sẽ di chuyển đến ngày thứ hai. Cảm ơn tất cả rất là nhiều đã muốn học về cái thiền định và phiên dịch và vận chuyển. Bye bye bye. Bye. Thank Thank you. you. Gracias. Thank you. See you. Sí.